Xin chào các bạn, mình là tác giả. Không, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi những cái tutorial của mình từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Mình từ khi thành lập cái channel này thì mình không có nghĩ là mình sẽ đạt được cái số lượng subscribe rất là nhiều. Hiện thời thì nó hơn 8.000 rồi. Và mình rất biết ơn các bạn đã theo dõi, mặc dù nhiều bạn hỏi mình là cái thu nhập từ YouTube phải có nhiều hay không, thì thực tế là ít, chưa đủ so với những cái gì mà mình đầu tư vào. Cho nên là đã từ lâu rồi mình gạt bỏ cái ý định là làm những cái tút này vì vì tiền rồi. Chủ yếu là mình muốn cho các bạn mới bắt đầu biết sử dụng, tập làm quen Photoshop, có thể biết được cái cách sử dụng cơ bản, bởi vì bản thân mình cũng là người tự học Photoshop, cho nên là mình rất là thông cảm với như vậy. Từ lúc bắt đầu mình phải đọc những cái tút, nó rất là lười và nó không có tính định hướng. Thì mình sẽ tiếp tục ra những cái tutorial khác và hy vọng các bạn sẽ like và share và subscribe là nhiều những cái tutorial của mình, và mình rất biết ơn vì đó. Các bạn, cảm ơn các bạn. Rồi, giờ mình bắt đầu vào cái tút mới đây luôn ha. Tốt này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sử dụng Photoshop để mà retouch những bức ảnh chúng ta tự chụp ở nhà. Ở phần trước mình đã có ghi rồi, các bạn có thể tìm trên này, đây cái link này, để mà biết được tới cái cách mà chúng ta setup đồ chụp tại nhà với những cái thiết bị hết sức là đơn giản các bạn có thể có sẵn. Nhưng mà trong cái tutorial này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách retouch sao cho nó nhanh nhất và phù hợp với cái tiêu chí chúng ta đặt ra, đó là nhanh gọn nhẹ bổ rẻ thôi. Dù người ta cho mình có 5.000 bạc một tấm hay là 10.000 một tấm gì đó, chúng ta có thể bỏ công bỏ sức vào ngồi nửa tiếng một tấm được. Dòng dài quá vào nha. Đầu tiên là mình sẽ có Photoshop ha. Mình sẽ Ctrl O, Ctrl O. Ông này, Ctrl O này. Rồi vào tới cái stock chụp sản phẩm của mình. Này thì mình sẽ post lên cho các bạn nên không cần phải lo ha. Mình sẽ ấy cái hình này biết nó nét hay không. Hình như hơi ảo. Mình sẽ share file raw lên ha, thoải mái, không gì hết. Ok, mình sẽ mở file raw. Và mặc định thì Photoshop thì nó sẽ nhận ra file raw và bật lên camera raw. Thì ở cái bước camera raw này thì tương đối rồi. Default. 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 Tạm thời mình để hết vì không ha. Cái này mình mới chỉnh hôm bữa. Rồi. Thì ở bước camera raw này ha, thì mình sẽ nhìn cái histogram. Mình thấy ở đây nó tương đối tốt. Nói thật ra thì làm cái ảnh sản phẩm này tương đối khó mình nhìn được cái histogram, bởi vì cái phông nền chúng ta là phông nền trắng cho nên thường nó sẽ đẩy hết phía này. Nhưng mà chúng ta chỉ cần chú ý cái phần, ví dụ sản phẩm ta màu đen thế này đi, thì mình sẽ để ý màu đen. Và ngoài màu đen ra sẽ để ý cái phần center, vùng middle á, phần ở giữa á. Thì phần này các bạn coi coi màu sắc rồi ánh sáng như thế nào. Như ở đây thì mình cảm thấy nó hơi thiếu, hơi thiếu một chút, bởi vì cái màu đen này nó đang hơi về quá. Cho nó sáng lên tí xíu, cũng cảm nhận bằng mắt luôn ha. Rồi contrast cho lên một chút xíu, black. Cái black, cái white này nó cũng tương đối quan trọng, bởi vì thì các bạn biết đấy, thường là những cái người người ta thuê mình chụp sản phẩm, người ta luôn muốn muốn là bức ảnh nó cũng phải có một cái độ chân thực. Do đó mà cái điểm đen và cái điểm trắng á, sẽ làm cho cái bức ảnh chúng ta có được cái contrast nó sống động nhất, bởi vì chúng ta kiểm soát được, ví dụ như là cái đen này mình muốn đen nó vừa tới hay là nó đen nó chạm mức như vậy. Cái đen chạm mức như thế này nghĩa là trong cái hình chúng ta đang có một số điểm ở đấy nó thuộc dạng là siêu đen, tức là đen 100% á, đen kịt luôn á.
Còn bình thường thì mình sẽ không để nó chạm vạch như vậy, mình sẽ đưa nó hơi hơi lên một chút xíu, vừa chạm tới là được rồi. À, nó không có báo này. Thì ở đây nghĩa là những cái chi tiết mà tất cả vùng đen này nó có màu đen nhưng mà nó không đen quá, nghĩa là ở những cái vùng tối chẳng hạn nó cũng là màu đen đúng không? Thì ở phía trong cái vùng tối đấy có thể nó có những cái chi tiết. Nếu như chúng ta để nó chạm vạch như thế này, nó báo là đang là chạm vạch rồi á, thì chúng ta sẽ bị mất những cái chi tiết nhỏ trong cái vùng tối, vùng có shadow. Đó, cho nên là chỉ vừa tới thôi. Rồi, white cũng vậy, mình muốn màu trắng, ví dụ như ở những sản phẩm màu trắng chẳng hạn, thì chúng ta cần cái màu trắng nó phải lên đúng cái màu trắng chứ không phải kiểu xám xám. Rồi shadow mình sẽ cho cái vùng shadow, vùng chi tiết, vùng tối lên một chút xíu, vùng highlight. À, đặc biệt các bạn để ý cái highlight này ha, bởi vì thường thì chúng ta đánh đèn kiểu như là đánh đèn chụp trong nhà mình đã hướng dẫn như từ đầu đó, thì có thể nó sẽ bị hắt sáng ở cái vùng nào đấy. Ví dụ như ở đây chúng mình đánh từ trên xuống thì cái vùng này nó sẽ bị có vấn đề. À, nó đó. Cho nên là nhớ kéo cái highlight về để mà chúng ta cứu lại cái những cái chi tiết ở cái vùng vùng bị cháy sáng. À, tất nhiên là có mức độ thôi. Ví dụ các bạn chụp JPEG thì cái việc cứu này nó không có đem lại lợi ích gì nhiều. Ok ha, rồi màu sắc cho nó đẩy lên một chút xíu. Này còn tùy vào trong cái setup trên máy của các bạn. À, máy chụp các bạn có nhiều bạn thì cái saturation các bạn giảm đi một chút xíu để nhìn cho nó ạc ạc kiểu gì đó. Thì ở đây khi chụp sản phẩm nhớ để cho nó chân thực, và tốt nhất thì chúng ta có thể lừa tình hơn một chút, đẩy cao lên tí xíu nhìn cho nó lung linh hơn chẳng hạn. Rồi ok, chuyển qua cái color lens correction ở phần chromatic aberration. Ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta triệt đi những cái viền tím. À, như các bạn đã biết thì chụp tại nhà thì thường chúng ta sẽ không có những cái lens nó thật sự là chất lượng, cho nên là cái hiện tượng viền tím thì thường xuyên xảy ra lắm. À, như mình ở đây mình sử dụng lens 18-105, cái tiêu cự này nó tương đối tốt, cái lens này tương đối tốt của Nikon nên cũng không có bị gì nhiều. Rồi tiếp tục sharpening, mặc định hình như là nó ở khoảng nhiều nhiều đó, masking như là không chẳng hạn, thì mình sẽ kéo nó lên. Sharpening tức là chúng ta lấy lại cái độ nét, thêm cái độ nét trong hình chứ không phải là lấy lại. Sau khi ở mount lên rồi, tùy vào cái ảnh các bạn đang là chụp nó có độ phân giải bao nhiêu. Cái này thì nó cũng không có gì gọi là có công thức gì hết cả, tùy vào mắt thôi. Như của mình xài máy Nikon D5100 crop 1.5 1.6 gì ấy, thì mình sẽ để cỡ 50. Và đặc biệt quan trọng masking. Nhiều bạn làm cái sharpening này mà quên mất cái masking. Hình như là trên cái ở trong Lightroom hình như nó cũng có, hình như từ cái CS4 trở lên là nó có cái masking. Chúng ta có cái masking này cực kỳ tuyệt vời, bởi vì các bạn có thể thấy ha, cái vùng màu trắng chính là cái vùng mà nó sẽ thêm những cái chi tiết cứu nét vào đấy. Cho nên là mình mặc định nó như vậy nè, tức là nó làm nét toàn bộ tấm hình luôn, nó thêm những cái vân vân, nó kiểu như là cái texture ấy, để mà nó tạo cho chúng ta cảm giác của nó nét. Cho nên chúng ta phải tăng cái masking lên, tức là nó sẽ tự động nó tìm những cái viền, và màu trắng chính là cái khu vực mà nó thêm cái viền trắng, viền lấy nét vô. Rồi tương tự với noise correction, lên một chút xíu thôi. Rồi tiếp tục open image. Đấy là bước camera raw lúc đầu ha. Thì nghe giải thích cho nó dài dòng vậy thôi, chứ còn nếu các bạn làm quen rồi thì nó thành một cái thao tác rất là bình thường, không có gì gọi là quá tốn thời gian. Rồi tiếp tục, như mình đã nói như từ đầu, mình cần nhanh, do đó mình sẽ tạo cái action. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ bước đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sao nhìn trên này coi. Đây một đống. Mình nói vậy thôi chứ mình sử dụng cái sản phẩm đã sử dụng lâu ngày rồi, cho nên là cái viền này cũng khi gặp sản phẩm mới thì thường nó sẽ không có, nhưng tốt nhất là có cái bước xử lý vậy cũng tốt. Bây giờ mình sẽ tạo một cái mới, tạo folder mới luôn đi, và trong này mình sẽ gọi là retouch sản phẩm rẻ tiền. Để note nha. Để note, ví dụ như là các bạn chỉ xài cái cho nó gọi là cái gì đây, trả tiền mà cho một sản phẩm giá 50.000 đấy,
thì dùng những cái này thôi cho nó lẹ. Rồi ở đây mình sẽ là khử bụi bụi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ cần chôn chay nó đi, lúc nào cũng vậy. Cần chôn chay rồi chúng ta sẽ vào filter này, blur, và chọn surface blur. Ở đây thì chúng ta sẽ tăng lên sao cho nó vừa ý, bạn có thể nhìn đây. Đó, những cái bụi 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 nó đang bị mờ hoàn toàn. True show này là cái mẹ giải thích như sao ta? Nó dạng như là cái giống giống như kiểu masking vậy, các bạn càng kéo lên thì nó càng ảnh hưởng nhiều. Đây, giảm xuống này, giảm xuống là gần như không ảnh hưởng. Nên true show mình sẽ để khoảng 20, gần như là mặc định á. Vào đây đi. Nó như để tạm thời thôi ha, các bạn có thể tùy biến và click OK này. Và chờ một chút cho máy nó chạy cái filter. Sau khi xong cái action không 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 sorry, sau khi xong cái filter surface này rồi thì chúng ta sẽ làm cho nó mướt hơn một chút xíu bằng cách vào filter brush, Gaussian brush brush và đẩy nó lên chút xíu à 2 pixel thôi. Đây OK rồi, là chúng ta tạm thời khử đi những cái bụi rồi bẩn tùm lum bên này. Vậy có thể xem là chưa sao, chưa sao đó. Thì chúng ta vẫn còn đang là làm này, ôi thừa quá à, thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ ôi sorry, rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái layer mask rồi tạo invert nó lại, tức là mình cho cái layer này nó thành màu đen ha. Hiện thời đang màu trắng, mình click invert thì nó sẽ ra màu đen, như là click control E. Rồi, vậy là thấy nó layer mask đã che hết. Và chúng ta sẽ chọn brush tăng lên một chút xíu màu trắng. Chọn màu trắng, click OK. Đó, nó sẽ có set foreground này. Rồi tới đây các bạn là giờ đây đã có cái action khử bụi rồi. Tới đây rồi chúng ta sẽ bôi vào những cái phần nào các bạn muốn cho nó khử cái bụi đi chẳng hạn. Đây mình sẽ tăng lên và bắt đầu bôi vào những cái phần bị có vấn đề. Thường những sản phẩm mới các bạn chụp thì những cái này nó sẽ rất là nhẹ cho nên nó không cần phải mạnh tay lắm, nhưng mà tốt nhất là có thì tốt, không có thì cũng không sao. Rồi dọn dẹp cái đống này luôn. Rồi không được à, nhớ đừng để mất chi tiết cái nào của sản phẩm à, cái chi tiết của sản phẩm ta sẽ để lại. Rồi tạm thời OK. Rồi các bạn Ctrl Shift E gọn nhẹ đây luôn. Rồi tới đây chúng ta sẽ khử những cái vùng bị lóa, cái vùng này. Vùng này nếu chúng ta có khử thì nhớ khử cho nó nhẹ nhàng thôi, bởi vì những cái lóa như vậy nó tạo cho chúng ta cái cảm giác nó 3D, ý là nó tạo được cái độ bóng. Rồi ha, để sẽ sử dụng cái này Spark Tool, và cái Spark Tool này nó có tác dụng là nó sẽ lấy cái texture, như là tức là những cái chất liệu từ cái vùng mà chúng ta kéo ra để bù đắp vào những cái vùng này. Mình nói rõ là nó chỉ phụ thuộc vào chất liệu thôi, không phù hợp vào màu. Tức là đây mình muốn ở đây cho nó trơn láng luôn, mình tìm ở đâu có chất liệu trơn láng là được. Ví dụ như ở cái vùng ngoài này nó trơn láng này, mình kéo ra ngoài nó sẽ mất. Thì nó phụ thuộc vào trong cái chất liệu thôi ha. Và sau khi đã kéo ra rồi các bạn sẽ lấy nó lại, ngay lại ha, lấy nó lại và bấm Ctrl Shift F và nó sẽ ra cái bảng face. Nếu các bạn không thấy các bạn có thể vào edit. Nhớ là cái lệnh face này nó chỉ hiệu lực khi chúng ta vẫn còn đang giữ cái đường biên này ha. Các bạn bấm Ctrl D là hết face rồi. Nhớ ha, nó vừa thao tác xong là phải face liền. Rồi, vừa kéo ra ngoài này, bấm Ctrl Shift F, Ctrl Shift F hoặc là vào edit face face ở đây face path selection hoặc là Ctrl Shift F. Nhớ Ctrl Shift F đi cho nó gọn nhẹ. Rồi ở cái face này em đã giảm bớt đi, giảm bớt cái độ ảnh hưởng đi. Mình sẽ để khoảng cỡ 60, lấy OK. Đó, là cái tạm thời là xong. Tiếp theo là sẽ dùng những cái cũng vẫn sử dụng patch thôi. Đơn giản thôi mà, đơn giản là sử dụng một hai công cụ thôi, đừng có làm nhiều quá mất công. Rồi cầm kéo đi thôi,
cầm kéo đi, cầm kéo đi. Đó là cho nó luôn. Kéo đi. À, đây còn kiếm coi thử. À, những cái sản phẩm đó các bạn retouch nó mắc tiền, chẳng hạn người ta trả cho bạn nhiều tiền thì nhớ làm cho nó kỹ hơn ha. Đây mình làm vớ vẩn thôi, với thật sự ra là những cái sản phẩm các bạn chụp, nếu như các bạn có đầu tư một chút xíu thì chụp cái bằng những công cụ ở nhà thì có thể tương đối tốt, bởi vì những cái sản phẩm người ta đưa cho bạn thì thường thường thôi nha, là những sản phẩm tương đối sạch sẽ rồi, chứ không có bầy hay như kiểu cái lăng khởi nách đưa các bạn. Rồi ok, tạm thời vậy là xong ha. Bấm Control Save là được rồi. Nhưng ví dụ như người ta muốn các bạn thay nền, thì đây là lý do mà mình nói hướng dẫn các bạn là sử dụng cái nền sao cho nó liên tục một chút xíu. Bởi vì ở đây mình sẽ sử dụng cái Quick Selection Tool và chọn vào cái vùng này là cái sản phẩm của chúng ta đó. À, các bạn có thể thấy bởi vì chúng ta set up đèn tương đối ok cho nên là chọn nó cũng rất là đơn giản. Quick Selection Tool nó có W à, những cái vùng này W này và chọn nó ra ra một chút xíu. Holy shit. W đề phim Internet ha, và nó sẽ trở thành dấu âm. Ta đang xóa bớt cái vùng tròn đi. Rồi ok. À, các bạn có thể thấy ở những cái bức ảnh như vậy có độ phân giải không có quá lớn, nhưng mà chúng ta có thể chọn được rất là đơn giản. À rồi ok, bạn bấm phím Ctrl J lên. Và dưới này mình tạo layer mới bằng cách là Ctrl Shift N. Layer này. Và ví dụ người ta muốn chúng ta thêm cái nền gì, chúng ta thêm nền đấy. À, thường nếu người ta yêu cầu mình ra nền trắng á, thì mình sẽ không để cái trắng mà kiểu 0%, tức là không có màu gì hết, trắng đều nữa, thì đừng có để. À, chúng ta để nó hơi xám xám một chút, ví dụ là 10 hoặc 20% đó, hoặc là 5% cũng được. Thì ok. Và chúng ta sẽ đổ cái màu vào cái layer này. Rồi, vậy là xong. À, tạm thời là xong cái này. À, rất là nhanh. Và yêu cầu với những cái bức ảnh 5 đến 10.000 thì nó chỉ có như vậy thôi, đừng làm quá. Làm quá nó hơi tốn sức của chúng ta thì nó cũng thừa, và nó hơi phí thì ra. Và ít nhất là tài năng chúng ta không có dành để công phu quá nhiều và những cái như vậy. Tức là mình nói vậy thôi, nhưng mà nếu mà những cái phần nào các bạn muốn ra tay thêm chẳng hạn vậy, tạo ra cái độ nét rồi đủ kiểu hết, thì chúng ta có thể làm chili hơn ở những cái vùng mà, ở những cái phần mà chúng ta làm mà nó phức tạp, như là hay pass tăng cái này rồi tạo cho nó lung linh hơn. Nhưng mà cái đấy mình sẽ nói ở cái phần sau, retouch sản phẩm nâng cao. Còn ở sản phẩm này đơn giản chỉ làm như vậy thôi, nhớ nha, chỉ làm như vậy thôi, đừng làm hơn nữa. Làm hơn nữa cũng không ai trả tiền hơn cho các bạn đâu, chỉ có 5-10.000 đấy thôi. Rồi Ctrl Shift E và lưu lại là xong. Xong ha. Rồi. À, về cơ bản thì như vậy đã có thể hoàn tất một cái bức ảnh rất là đơn giản rồi. À, và mình hy vọng là cái này sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái công cuộc đi đánh lẻ những cái kèo lẻ lẻ vậy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi YouTube này. Ở cái hướng dẫn sau mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ nhờ anh Hãn quay trở lại và hướng dẫn cho các bạn cách chụp ảnh với mức độ công phu hơn, mức độ cao hơn. Sử dụng studio và ánh sáng đèn studio luôn để chụp những bức ảnh đối với những cái vật rất là khó chịu, giống kiểu như là inox hay là cái gì đó phản quang được. Thì từ đấy các bạn, nếu các bạn chụp ở nhà thì đôi lúc sẽ rất là khó retouch. Rồi ok, tối nay coi như xong đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ like, subscribe. Nhớ làm subscribe giúp mình ha, và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi những YouTube của mình. Như đã nói từ đầu.